Hôm nay vừa sẽ nấu nước mát nha Nam, mọi người cùng xem nha, xem cách nấu của mình nấu như thế nào. Nguyên liệu của mình làm có là đường phèn, đây 3 cục đường phèn. Nhà nha Nam, nha Nam này là nha Nam nhà chồng, và mình đã sắp sẵn rồi này, mình sắp sẵn ra một nhỏ như thế này. Mình sắp sẵn thì mình rửa sơ chế xong rồi nha. Ở đây là lá dứa, lá dứa của nhà chồng đây, và mình cũng rửa, mình đã sắc ra như thế này. Nguyên liệu của mình rất là đơn giản, chỉ như vậy thôi, chỉ có là lá dứa nha Nam và đường phèn thôi nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt nước, nồi nước này mình nấu nha. Đây là nồi nước của mình nha. Giờ mình sẽ để đường phèn vào nha, để cho đường phèn mình nó tan ra. Nước mình nè bắt đầu nó sôi, nó lên tim li ti rồi nha, và đường nó sẽ tan ra. Mình nấu như thế này rồi mình lượt cái nước đường nó ra nha mọi người, tại vì trong đường phèn nó sẽ có những cái sợi dây như là sợi chỉ vậy, nó tan hết, mình sẽ lượt cái nước lại lại ở đây, tránh bỏ mình bỏ những cái sợi chỉ đó ra đấy mấy người. Mọi người thấy cái sợi chỉ đó không nha? Mình thì không biết tại sao trong đường phèn nó lại có những cái sợi chỉ như thế này, nên khi mình nấu thì mình phải lược nó đi. Đấy, nước của mình bắt đầu là nó sôi, đường nó sẽ tan dần ra rồi đấy. Đấy, nước nó sôi lên, rất là sôi luôn nha. Mình đã thấy những cái sợi chỉ rõ hơn rồi đúng không? Đường nó sẽ tan dần ra đây. Đây là những cái sợi chỉ nè. Mình đã lấy cái sợi chỉ lên. Đấy, sợi chỉ nó sẽ này. Sợi chỉ này rất là dài luôn nha. Nè. Mỗi một đường như vậy nó có một cái sợi chỉ. Mình nghĩ sợi chỉ này nó sẽ quấn những lại nó chỉ một những cái đường này nè, nó sẽ quấn tục lại với nhau thì như thế nào đó. Mình chỉ cần gấp những cái sợi chỉ này ra thôi nha. Đây. Đây là sợi thứ hai nữa. Đây còn sợi nữa này nha. Đấy, khi mà mình lược hết những cái hết những cái sợi chỉ đó ra rồi thì nó dứa mình sẽ đã vào. Mình sẽ đã những sợi lá dứa này nha. Mình nấu lá dứa này nha.
mình nấu ra một hồi một chỉ có khoảng là 2-3 phút gì đó để cho cái lớn dưới nó ra, cái mùi thơm nó ra nha. Đấy, nồi nước lá dứa của mình nó sôi lên như vậy, khi mình để lá dứa vào nó sôi lên như vậy thì mình vớt nó ra nha. Mình vớt nước lá dứa này ra bỏ nha mọi người. Nó còn rất là sôi đúng không? Sau đó mình sẽ để nha đam vào, mình sẽ quậy đều ra nha. Đây, mình để cho nó sôi lên nha. Nha đam mình sôi lên một tí xíu, nha đam mình rất là nhanh chín nè. Mình đã xong rồi, nước nó dưới của mình rồi đó nha. Giờ mình chỉ đợi thôi. Nó dưới này uống rất là mát. Khi mà mình nấu xong rồi á thì mình sẽ uống cái ly á, hoặc là vào chai mình sẽ để vào tủ lạnh, để vào ngăn mát á, để cho nó lạnh uống rất là mát. Hoặc là ai muốn uống liền á thì mình sẽ múc cái ly rồi mình sẽ lấy nước đá, mình đập nước đá mình đẩy vào uống nha mọi người. Đấy, nha đam mình rất là sôi, nó sôi lên như thế này, rất là nhanh chín nha. Đấy, giờ là được rồi đó nha. Giờ mình tắt bếp nha. Mình đã xong cái cây đam rồi đó. Bé gái của mình thì rất thích là uống nước cây đam này nên mình nấu cho bé uống rất là mát. Giờ mình sẽ múc cái ly này, mình sẽ múc cái ly mình để vào ngăn mát, lát cho bé mình uống, chứ mình không có đập đẩy nước đá vào cho bé uống. Đây, mình đã xong nước mát của mình rồi nha. Giờ mình sẽ đem để tủ lạnh một lát nữa mình sẽ cho bé mình uống.